Dạ vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Thì trước mắt quý vị và các bạn là chiếc máy bơm tát chạy bằng xăng mang thương hiệu là GX100 2,5 HP. Thì đối với cái chiếc máy này thì nó là sử dụng động cơ 4 thì nha các bác. 4 thì nó sẽ là xăng riêng và nhớt riêng. Thì em đã đổ sẵn xăng, quý xăng vào cái bình xăng này. Và chúng ta đã đổ nhớt đây. Em đã đổ nhớt vào đây rồi nhá. Thì hôm nay em sẽ tiến hành chạy thử cho các bác là xem là công suất thực tế hay là chiếc máy này nó hoạt động thực tế như thế nào. Bởi vì nhiều video này em mới chỉ là review thôi. Thì hôm nay em sẽ tiến hành mang xuống một cái ao đình. Đấy, các bác nhìn này, ao đình rất là rộng, đẹp luôn. Đấy, em đã lối sắt ống. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thực hiện đó là chạy cái chiếc máy này. Em đã lối một cái ống với cả cái cho rác xuống dưới này rồi nhé các bác. Đấy, các bác cứ thả chìm cái cho rác này xuống và chúng ta có thể là tiến hành một số thao tác để chúng ta tiến hành dần lỗ. Bây giờ em sẽ mồi. Các bác có thể lấy một cái gáo hay gì đấy, chúng ta mồi đầy vào. Rất đơn giản thôi. Trọng lượng của chiếc máy này cũng khá là nhẹ thôi, tầm độ 10 cân. Các chị em phụ nữ này cũng có thể là mang ra ngoài đồng, ta tát ruộng rất là hợp lý. Hay là tát chống ngập. Ta cứ đổ đầy, một lúc là nó sẽ đầy thôi. Đấy. Thì để tiến hành dần lỗ chiếc máy thì chúng ta cần phải thực hiện một số cái thao tác như là chúng ta sẽ mở cái nguyên liệu này, để chúng ta sẽ gạt về cái mức, đây là có mức off và mức on, chúng ta sẽ gạt về on này, mở gió. Để tiến hành chạy máy ở ban đầu thì chúng ta nên chỉ mở một lửa gió thôi, chúng ta đừng nên mở quá gió, nó sẽ thừa gió, nó sẽ khó dần lỗ. Đấy, chúng ta sẽ bật cái công tắc này. Chúng ta đang có ở mức ập, chúng ta sẽ gạt vào on. Đấy. Ga là chúng ta sẽ mớm một chút ga, chúng ta sẽ cứ cho về tầm giữa vài ga đi. Đấy, để cho máy nó hoạt động bình thường mà đơn giản nhất. Thì sau khi là chúng ta thực hiện một số thao tác xong, chúng ta sẽ dần lỗ. Ta sẽ đứng. Đối với các bác nào mà muốn tưới xa thì mọi thông tin chi tiết về chiếc máy bơm GX100 ống 76 thì quý vị hãy liên hệ cho em theo số điện thoại đã ghi dưới màn hình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của em.